Chương năm: Các công cụ kỹ thuật giúp xác định và dự báo đảo chiều xu hướng. 1. Đường trung bình động. A. À, đường trung bình động là gì? Đường trung bình động moving average, ghi tắt là MA, đơn giản là một cách để làm mượt giá theo thời gian. Đường trung bình động chính là mức giá trung bình của giá đóng cửa của một cặp tiền nào đó trong một khoảng thời gian x nào đó. Trên biểu đồ, nó sẽ được phản ánh như thế này. Giống như những chỉ báo khác, chỉ báo đường trung bình được sử dụng để giúp chúng ta dự đoán giá tương lai bằng cách nhìn vào độ dốc của ma bạn có thể xác định hướng đi của giá tốt hơn như đã nói đường trung bình làm mượt hoạt động của giá có nhiều dạng đường trung bình khác nhau và mỗi loại lại có kiểu làm mượt của riêng mình một cách tổng quan đường trung bình càng mượt thì nó càng phản ứng chậm với giá hơn một đường trung bình nhiều biến động hơn thì nó sẽ phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của giá để làm cho đường trung bình mượt hơn bạn cần lấy chỉ số trung bình của giá ở số kỳ thời gian nhiều hơn ở phần này Chúng tôi sẽ giải thích cho bạn về hai dạng đường trung bình chính. Đường trung bình đơn giản Simple Moving Average SMA, đường trung bình hàm mũ Exponential Moving Average EMA. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tính toán và điểm mạnh điểm yếu của chúng trong các phần tiếp theo. B. Đường trung bình động giản đơn. Simple Moving Average. Đây là loại trung bình động đơn giản nhất. Nó được tính toán bằng cách lấy ra đóng cửa của X phiên giao dịch rồi chia cho X. Ví dụ nếu bạn đặt một đường SMA 5 kỳ, SMA 5 lên biểu đồ khung thời gian 1 giờ, bạn cần phải cộng giá đóng cửa của 5 lần 1 giờ trước đó, rồi sau đó chia con số này cho 5. Như vậy là bạn đã tính trung bình được giá đóng cửa của 5 giờ. Cứ tiếp tục sau 1 giờ nữa, tức là bạn cứ cộng 5 lần 1 giờ gần nhất lại và nối lại với nhau, bạn sẽ được đường trung bình. Ví dụ khác, nếu bạn muốn tìm đường trung bình động 5 kỳ, SMA 5 lên khung thời gian biểu đồ 10 phút, bạn cần cộng giá của 5 lần 10 phút của 50 phút trước lại rồi chia cho 5 là được. Hầu hết các phần mềm giao dịch đã làm công việc tính toán này cho bạn rồi nên bạn cứ yên tâm. Việc giải thích ra như trên nhằm giúp bạn nắm rõ về cấu tạo để sử dụng cho tốt mà thôi. Hiểu rõ công cụ mình dùng hoạt động như thế nào sẽ giúp bạn tạo ra và cân chỉnh các phương pháp giao dịch khi thị trường thay đổi. Như hầu hết các công cụ chỉ báo indicator khác, MA cũng có tính trễ, bởi vì MA dùng để tính mức trung bình của giá trong quá khứ nên MA chỉ giúp bạn thấy hướng đi tổng quan của giai đoạn giá đã qua. Việc của bạn là nghiên cứu và phát hiện xem dữ liệu quá khứ này sẽ phản ánh điều gì về tương lai. Dưới đây là ví dụ về việc MA làm một giá như thế nào. Trong biểu đồ nói trên, tôi đã đặt 3 đường SMA khác nhau lên biểu đồ 1 giờ của đô la Mỹ trên franc Thụy Sĩ. Như bạn thấy, nếu SMA với số kỳ period càng lớn vì nó càng chậm hơn so với giá. Chú ý rằng đường SMA 62 cách xa giá hơn so với đường SMA 30 và SMA 5. Điều này bởi vì SMA 62 đã cộng giá đóng cửa của 62 kỳ trước và chia cho 62. Số kỳ càng dài thì MA càng phản ứng chậm hơn so với giá. SMA trên biểu đồ này cho bạn thấy hướng tổng quan của thị trường tại thời điểm hiện tại. Như ở trên, chúng ta có thể thấy giá đang có xu hướng. Thay vì nhìn vào giá hiện tại của thị trường MA cho chúng ta cái nhìn rộng hơn và chúng ta có thể đo được hướng đi tổng quan của giá trong tương lai. Với việc dùng SMA, chúng ta có thể nói rằng liệu giá đang có xu hướng tăng hoặc giảm hoặc đang đi ngang. Một vấn đề với SMA là nó dễ bị xuyên qua bất ngờ. Khi điều này xảy ra, nó đem đến những tín hiệu mua bán sai. Lúc xảy ra chúng ta cứ nghĩ rằng một xu hướng mới đã hình thành nhưng thực tế là chưa có gì thay đổi. Bài tới chúng ta sẽ học về các loại MA khác. C. IC Ponential Moving Average trung bình động hàm mũ. Như đã nói trong bài trước, SMA dễ bị tác động bởi những đợt xuyên qua bất ngờ. Chúng ta hãy xem ví dụ bên dưới với SMA 5 trên biểu đồ ngày của Euro đô la Mỹ. Giá đóng cửa của 5 ngày vừa qua như sau. Ngày 1, 1.3172. Ngày 2, 1.3231. Ngày 3, 1.3164. Ngày 4, 1.3186. Ngày 5, 1.3293. Việc tính ra SMA đường trung bình động đơn giản sẽ như sau. 1.3172 cộng 1.3231 cộng 1.3164 cộng 1.3186 cộng 1.3293 chia 5 bằng 1.3209. Giả sử rằng trong ngày thứ hai chúng ta có một tin được công bố ra và khiến cho EU rất mạnh về vùng 1.3000, chúng ta hãy xem tác động của nó đến đường SMA 5 nói trên. Ngày 1, 1.3172

Kết quả là giá trị đường SMA đã thấp hơn nhiều so với ban đầu và nó khiến chúng ta nghĩ rằng giá đã đổi chiều đi xuống nhưng trong thực tế thì ngày hai chẳng qua là do tin gây ra kết quả xấu mà thôi. Đừng muốn nói ở đây là đôi khi đường SMA quá đơn giản và chưa giúp lọc hết những tín hiệu nhiễu. Vì vậy, chúng ta cần dùng đến Exponential Moving Average trung bình động hàm mũ EMA. EMA sẽ đặt trọng số vào những kỳ gần nhất. Như ví dụ ở trên, EMA sẽ đặt trọng tâm vào giá ở các ngày gần hiện tại nhất là ngày 3. 4 và 5. Điều này có nghĩa rằng ngày 2 sẽ ít giá trị hơn và sẽ không có tác động lớn như khi tính toán SMA. Điều này có nghĩa là EMA chú tâm nhiều hơn đến những hành động giá gần hơn là những dữ liệu quá xa trong quá khứ. Hãy xem ví dụ trên biểu đồ 4 giờ của đô la Mỹ trên yên nhật bên dưới để thấy sự khác biệt của SMA và EMA trên cùng một dữ liệu biểu đồ. Chú ý rằng đường màu đỏ, EMA 30, dường như gần với giá hơn so với đường màu xanh, SMA 30 điều này có nghĩa nó đại diện chính xác hơn về những biến động giá gần đây nhất đó là bởi vì ema đặt trọng tâm vào những dữ liệu giá mới nhất khi giao dịch điều quan trọng là chú ý đến những hành động giá tại thời điểm hiện tại hơn là điều mà nó đã thể hiện tuần trước hai tháng trước đó d so sánh sma với ma sau hai bài học vừa qua chắc hẳn bạn sẽ có sự so sánh rằng liệu sma và ma thì loại nào sẽ tốt hơn chúng ta hãy cùng xem xét trước tiên hãy chú ý đến ma nếu bạn cần một đường MA có thể nhanh chóng phản ứng với giá thì một đường MA ngắn kỳ sẽ phù hợp nhất. Nó có thể giúp bạn bắt xu hướng nhanh chóng và đem lại lợi nhuận cao. Sự thật là bạn càng bắt được xu hướng nhanh chóng thì bạn càng có thể đi cùng xu hướng đó lâu hơn và có nhiều lợi nhuận hơn. Tuy nhiên, nhược điểm của MA là nhiều khi bạn sẽ bắt tín hiệu sai trong giai đoạn giá đi ngang do MA quá nhạy với giá nên nhiều khi bạn nghĩ rằng xu hướng mới đã hình thành nhưng thực chất chỉ là biến động bất thường của giá. Đó là trường hợp công cụ chỉ báo nhanh quá cũng không tốt. Với SMA, điều ngược lại lại đúng. Nếu bạn cần một đường trung bình mềm mại hơn và ít nhạy với giá hơn thì một đường SMA dài kỳ là lựa chọn phù hợp. SMA có thể làm việc tốt trên những khung thời gian dài kỳ và có thể cho thấy xu hướng hiện tại là thế nào. Mặc dù SMA phản ứng chậm với giá nhưng nó có thể cứu bạn khỏi những tín hiệu sai. Tuy nhiên, nhược điểm ở đây là nhiều khi nó làm chúng ta quá chậm và có thể bỏ qua những tín hiệu vào lệnh tốt dưới đây là bảng tổng hợp so sánh giữa ma và sma thực ra không có cái nào tốt hơn cái nào mà chỉ tùy vào quyết định của người dùng mà thôi nhiều người sử dụng nhiều loại đường trung bình khác nhau để phân tích nhằm nhìn nhiều khía cạnh của vấn đề họ thường sử dụng sma dài kỳ để tìm xu hướng sau đó sử dụng ma ngắn kỳ để tìm điểm và lệnh có rất nhiều phương pháp giao dịch sử dụng ma những bài tới chúng ta sẽ học về cách dùng ma để xác định xu hướng Cách kết hợp giao cắt của MA vào hệ thống giao dịch Cách dùng MA như là hỗ trợ và kháng cự động Mỗi người thích hợp với việc sử dụng những loại MA khác nhau Để tìm MA phù hợp với mình Cách duy nhất là bạn cần thử trên đồ thị và quan sát quá khứ E. Sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng Cách thường dùng nhất đối với MA là giúp bạn xem xu hướng Để làm việc này, bạn chỉ cần mở một đường MA lên biểu đồ Khi giá nằm trên MA thì đó là dấu hiệu xu hướng tăng và ngược lại Vấn đề ở đây là chính là điều này quá đơn giản. Hãy xem ví dụ bên dưới với USD trên yên Nhật đang trong xu hướng xuống nhưng có một thông tin được công bố ra đã làm cho giá tăng mạnh lên. Bạn thấy rằng giá đã nằm trên đường trung bình và bắt đầu nghĩ có vẻ như giá đã đổi hướng và đây có thể là thời điểm mua vào và bạn đã làm điều này. Kết quả là bạn đã nhận được một tín hiệu sai. Phản ứng bên trên chỉ là tác động do thông tin mà thôi xu hướng xuống vẫn tiếp diễn và giá vẫn đi xuống đều. Điều mà nhiều người giao dịch đã làm và bạn cũng nên làm đó là nên sử dụng nhiều đường MA trên biểu đồ thay vì chỉ có một. Chúng sẽ cho chúng ta một tín hiệu rõ ràng hơn là liệu giá sẽ tăng hay giảm dựa trên MA. Bạn hãy nghe giải thích rõ hơn. Trong xu hướng tăng, đường MA nhanh sẽ nằm trên đường MA chậm, đối với xu hướng xuống thì ngược lại. Ví dụ, cho là chúng ta có hai MA, MA10 và MA20. Hãy quan sát biểu đồ bên dưới với cặp tiền USD trên yên Nhật trên khung thời gian ngày. Trong xu hướng lên, đường SMA 10 nằm trên đường SMA 20. Như bạn đã thấy, bạn có thể dùng MA để giúp cho việc xem xét xu hướng tăng hay giảm. Kết hợp chúng với kiến thức của bạn về đường xu hướng, bạn sẽ có những quyết định tốt hơn về việc nên đặt lệnh mua hay bán. Bạn cũng có thể đặt nhiều hơn hai đường MA trên biểu đồ nhưng cứ hãy ghi nhớ rằng xu hướng lên thì MA nhanh nằm trên MA chậm, ngược lại xu hướng xuống thì MA nhanh nằm dưới MA chậm thì MA sẽ giúp bạn thấy được xu hướng. F. Giao dịch với giao cắt của các đường trung bình Bài trước chúng ta đã biết về việc xác định xu hướng bằng các đường MA thì bài này sẽ giúp chúng ta xác định liệu một xu hướng có sắp kết thúc và đảo chiều hay không. Cách làm là sẽ đặt nhiều đường MA lên biểu đồ và đợi giao cắt của chúng. Nếu MA này cắt MA kia thì nó có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng thay đổi, qua đó cho bạn một cơ hội và lệnh tốt. Hãy xem ví dụ trên biểu đồ ngày của USD trên Yên Nhật nhằm giải thích việc giao dịch với giao cắt của MA. Từ khoảng tháng 4 đến tháng 7, cặp tiền này ở trong một xu hướng lên tốt. Nó đạt đỉnh ở tầm vùng giá 124.00 trước khi từ từ đi xuống. Vào khoảng giữa tháng 7, chúng ta thấy SMA 10 cắt xuống SMA 20. Và điều gì xảy ra tiếp theo? Đó là một xu hướng giảm đẹp. Nếu bạn đã đặt lệnh bán ở vùng cắt nhau của đường MA thì bạn đã kiếm được nhiều lợi nhuận rồi. Tất nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng kiếm được 1.000 điểm, pip, lời, 100 điểm lời hay thậm chí là 10 điểm lời. Có trường hợp chúng ta sẽ thua lỗ, có nghĩa là chúng ta cần phải đặt chốt lời, dừng lỗ trước khi vào lệnh. Chúng ta không thể vào lệnh mà không có một kế hoạch giao dịch rõ ràng. Một số người giao dịch thường đóng lệnh khi giao cắt MA ngược hướng với hướng lệnh của họ hoặc khi giá đi ngược hướng một số điểm nhất định. Một điểm cần chú ý khi giao dịch bằng giao cắt của MA là phương pháp này thường làm việc tốt trong giai đoạn giá đi có xu hướng hoặc dao động mạnh, nhưng lại không tốt trong giai đoạn giá đi ngang. Đối với giai đoạn đi ngang, giá sẽ thường xuyên cắt lên cắt xuống và bạn sẽ gặp rừng lỗ rất nhiều. G, hỗ trợ và kháng cự động. Một cách khác để sử dụng MA xem nó như những hỗ trợ và kháng cự động. Chúng ta gọi nó là động vì khác với kháng cự truyền thống là những đường nằm ngang. MA thay đổi dựa vào biến động của giá nên được xem là động có rất nhiều người giao dịch sử dụng MA như những kháng cự hay hỗ trợ quan trọng. Nhiều người sẽ đặt lệnh mua khi giá giảm và chạm vào hỗ trợ của MA. Ngược lại, đặt lệnh bán khi giá tăng và chạm kháng cự tạo bởi MA. Hãy xem ví dụ trên biểu đồ 15 phút của cặp tiền GBP/USD với MA 50. Đường MA này đã đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự động. Nhìn có vẻ MA đã làm rất tốt. Mỗi khi giá chạm vào MA 50 thì đường MA lại đóng vai trò kháng cự đẩy giá giảm trở lại. Một điều bạn cần chú ý là MA cũng như hỗ trợ và kháng cự bình thường mà thôi, có nghĩa là giá không chạm vào và bật ra một cách hoàn hảo mà đôi khi giá có thể vượt qua một chút trước khi quay ngược trở lại và đi đúng hướng. Để giải quyết vấn đề này, nhiều người giao dịch đã sử dụng hai đường MA và chỉ mua hoặc bán khi giá rơi vào khoảng giữa của hai đường MA. Khoảng giữa này được gọi là khu vực. Xem ví dụ trên biểu đồ 15 phút của GBPUND dưới đây với SMA10 và SMA20. Từ biểu đồ phía trên, bạn có thể thấy giá vượt một chút qua SMA 10 nhưng rồi giảm trở lại. Vùng ở giữa các đường MA có thể được xem như vùng kháng cự hoặc hỗ trợ. Hả? Phá vỡ hỗ trợ và kháng cự động. Bây giờ thì bạn đã biết rằng các đường MA có thể đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự. Kết hợp hai đường MA, bạn có thể có một khu vực hỗ trợ, kháng cự động. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng chúng có thể bị phá vỡ, cũng giống như việc phá vỡ hỗ trợ và kháng cự mà thôi. Hãy xem ví dụ về MA 50 trên biểu đồ GBPUSD 15 phút. Trong biểu đồ phía trên, chúng ta thấy MA 50 đóng vai trò là kháng cự mạnh trong chốc lát khi mà GBPUSD liên tục chạm vào và bật xuống. Tuy nhiên, giá đã phá vỡ MA và tăng mạnh lên, sau đó lại quay lại chạm vào MA 50. Lúc này, MA 50 trở lại đóng vai trò hỗ trợ giá. Nhìn chung, chúng ta kết luận rằng MA có thể đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự. Một điểm cần chú ý khi dùng MA là chúng thường xuyên thay đổi, có nghĩa là chúng ta chỉ cần mở nó ra trên biểu đồ và không cần phải nhìn lại quá khứ của giá để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự phía trước. Vấn đề khó của bạn là phải tìm ra MA nào phù hợp với mình. Tổng kết về đường trung bình động. Có nhiều loại đường trung bình động Moving Average MA. Hai loại phổ biến nhất là Trung bình động giản đơn Simple Moving Average SMA Trung bình động hàm mũ IC Ponential Moving Average EMA Sma là loại ma đơn giản nhất và nó dễ bị tác động bởi những đợt biến động giá bất thường ma là loại ma đặt nhiều trọng tâm vào những biến động giá gần hiện tại tức là nó chú tâm vào những biến động hiện đang diễn ra nhiều hơn điều quan trọng hơn là cần phải biết người giao dịch đang làm gì hơn là chú ý vào việc họ đã làm tuần trước hay tháng trước sma thì mềm mại hơn ma ma dài kỳ thì mềm mại hơn ma ngắn kỳ dùng ma có thể giúp phát hiện xu hướng sớm hơn nhưng cũng bị sai nhiều hơn Đường MA mềm hơn thì phản ứng chậm với giá hơn nhưng nó có thể giúp tránh những đợt biến động bất thường của giá và tín hiệu sai. Tuy nhiên, vì phản ứng chậm của MA nên nó có thể khiến bạn mất đi một số cơ hội vào lệnh tốt. Có thể dùng MA để xác định xu hướng, điểm vào lệnh, điểm xu hướng kết thúc. MA có thể sử dụng như hỗ trợ và kháng cự động. Một cách sử dụng MA tốt là việc dùng nhiều MA khác nhau trên cùng một biểu đồ để có thể thấy được những biến động trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Cần ghi nhớ rằng việc dùng MA thì rất dễ, quan trọng là tìm ra MA nào phù hợp với mình mà thôi. Chính vì vậy, bạn cần phải thử nhiều MA khác nhau và chọn lựa MA mà mình cảm thấy ưng ý. Nhiều bạn sử dụng MA để tìm xu hướng, trong khi một số bạn khác lại dùng MA như là hỗ trợ và kháng cự. Chọn phương pháp nào cũng được nhưng hãy nhớ việc thử MA cho hợp với kế hoạch giao dịch. 2 Fibonacci, dãy số huyền bí. Fibonacci là ai? Trước khi tìm hiểu về tác dụng của dãy số Fibonacci với tỷ lệ vàng của nó, chúng ta hãy tìm hiểu về Leonardo Fibonacci. Ông là một nhà toán học nổi tiếng của Ý, sống vào khoảng thế kỷ 12 sau công nguyên. Ông đã khám phá ra một chuỗi số đơn giản nhưng lại tạo ra tỷ lệ vàng của hầu hết mọi thứ trong vũ trụ. Dãy số này đơn giản chỉ bắt đầu bằng các con số 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Quy tắc của dãy số này là bắt đầu bằng hai số là 0 và 1, rồi số liền kề sau sẽ được tạo ra bằng tổng hai số liền kề trước. Ví dụ như 1 bằng 0 cộng 1, 2 bằng 1 cộng 1, 3 bằng 2 cộng 1, 5 bằng 3 cộng 2, 8 bằng 5 cộng 3. Cứ như vậy cho đến vô cùng. Từ các con số trên, có thể thấy một số tỷ lệ được xuất hiện khi chia các con số trong dãy như Tỷ lệ thường thấy và quan trọng nhất là tỷ lệ vàng 1.618 được xuất hiện bằng cách lấy số liền sau chia số liền trước, không áp dụng cho vài số đầu tiên trong dãy Fibonacci. Ví dụ, tỷ lệ 6 1 8 89 trên 55 bằng 1.61818, xấp xỉ 1.618. 144 trên 89 bằng 1.61797, xấp xỉ 1.618. Tỷ lệ 0.382, 34 trên 89 xấp xỉ 0.382 tỷ lệ 0.5, 1 trên 2 bằng 0.5, tỷ lệ 0.236, 8 trên 34 bằng 0.236. Nhìn chung, có thể kết luận về dãy số Fibonacci như sau. Fibonacci Retracement Levels, các mức Fibonacci hồi lại, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, có nơi sử dụng 0.764. Fibonacci Extension Levels

Nhiều người giao dịch sử dụng Fibonacci station fibo mở rộng như là các mức chốt lời. Để sử dụng được các fibo này trên biểu đồ, bạn cần xác định giá thấp nhất và cao nhất. Kiến thức cụ thể về fibo sẽ được cung cấp trong các bài sau. 2. Fibonacci hồi lại Fibonacci retracement. Điều đầu tiên bạn cần biết là công cụ Fibonacci thường làm việc tốt nhất khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Ý tưởng ở đây là bạn sẽ đặt lệnh mua dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức hỗ trợ do Fibonacci tạo ra khi mà thị trường đang đi lên. Và sẽ đặt lệnh bán ra cũng dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức kháng cự do Fibonacci tạo ra khi thị trường đang đi xuống. Để tìm ra các mức hồi lại này, bạn cần xác định được đỉnh và đáy gần nhất trên biểu đồ. Sau đó, đối với xu hướng giảm, bạn sẽ kéo Fibonacci retracement từ đỉnh xuống đáy, còn đối với hướng tăng thì kéo từ đáy lên đỉnh. Bạn hãy xem các ví dụ dưới đây sẽ rõ hơn. Xu hướng tăng. Đây là biểu đồ ngày của AUD đô la Mỹ. Chúng ta đặt Fibonacci Retracement bằng cách bấm chọn điểm thấp nhất là 0.6955 ngày 20 tháng 4 và kéo lên điểm cao nhất là 0.8264 vào 03.06. Việc vẽ này đã có phần mềm hỗ trợ. Bạn có thể thấy trên biểu đồ là các mức hồi lại như sau: 0.7955, 23.6%, 0.7764, 38.2%. 0.7609, 50%, 0.7454, 61.8% và 0.7263, 76.4%. Bây giờ, chúng ta sẽ mong chờ rằng nếu giá AUD/USD giảm từ đỉnh xuống, nó sẽ gặp hỗ trợ tại các mức Fibonacci đã nhắc ở trên bởi vì nhiều người giao dịch sẽ đặt lệnh mua tại các mức này khi mà giá hồi lại. Chúng ta hãy xem điều gì xảy ra sau khi giá điều chỉnh giảm, giá phá mức hỗ trợ 23.6% và tiếp tục giảm trong vài tuần sau đó. Nó đã chạm vào mức 38.2% nhưng không thể đóng cửa dưới vùng giá này. Sau đó, khoảng ngày 14 tháng 7, thị trường quay lại hướng tăng và còn phá vỡ cả đỉnh cao cũ. Rõ ràng là đặt lệnh mua ở Fibo 38.2% là một chiến lược giao dịch có lợi nhuận tốt. Xu hướng giảm. Bây giờ xem ví dụ về việc sử dụng Fibonacci retracement với xu hướng giảm, ví dụ với biểu đồ khung thời gian 4 giờ của Euro đô la Mỹ. Như bạn thấy,

Kỳ vọng ở đây là việc xu hướng giảm sẽ có điều chỉnh tăng nhẹ trở lại và chạm vào một trong các mức Fibo nói trên trước khi quay lại xu hướng giảm tiếp. Hãy xem điều gì xảy ra tiếp. Có thể thấy vùng Fibo 50% đã kháng cự tốt và chúng ta đã có lợi nhuận nếu đặt lệnh bán ở vùng này. Có thể thấy rằng trong hai ví dụ trên, giá đã nhận được hỗ trợ hoặc kháng cự từ các mức Fibonacci Retracement. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý rằng không phải lúc nào giá cũng bật lại từ các mức Fibonacci. Đây chỉ nên được xem là các vùng cần chú ý. Chúng ta sẽ kết hợp thêm nhiều yếu tố khác cho việc giao dịch với Fibo này sau. 3. Khi Fibonacci sai Quay lại với lớp 1, chúng ta nói rằng hỗ trợ và kháng cự có thể bị phá vỡ thì điều này cũng tương tự với Fibonacci mà thôi. Hãy xem ví dụ bên dưới đối với biểu đồ 4 giờ của GBP đô la Mỹ. Bạn có thể thấy cặp tiền này đang ở trong xu hướng giảm, nên bạn quyết định dùng Fibonacci Retracement để tìm điểm đặt lệnh bán. Bạn dùng đỉnh 1.5383 và đáy 1.4799 để kéo Fibo. Chúng ta thấy rằng giá quay lại mức Fibo 50% sau đó vài cây nến và bạn thấy rằng mức Fibo này đang kháng cự giá khá tốt. Bạn quyết định đặt lệnh bán tại đây. Hãy xem điều gì xảy ra sau đó. Giá tăng lên mạnh, phá vỡ đỉnh trước đó và thị trường bây giờ đã đi theo xu hướng tăng. Bài học rút ra ở đây là gì? Mặc dù các mức Fibonacci có thể cho bạn khả năng thành công cao hơn nhưng nó cũng như những công cụ chỉ báo khác là không phải lúc nào cũng đúng. Bạn sẽ không biết được rằng liệu giá có dừng lại ở 38.2 hay không. Có thể nó sẽ chạm 50 hoặc 61.8 trước khi quay đầu hoặc nhiều khi nó sẽ chẳng quay đầu sau khi đã chạm các mức này. Một vấn đề khác của việc sử dụng Fibonacci là vấn đề chọn đỉnh nào và đáy nào để với Fibo. Mỗi người đều có một cách nhìn biểu đồ khác nhau, cách dùng khung thời gian giao dịch khác nhau quan điểm về phân tích cơ bản khác nhau. Vì vậy, đôi khi việc xác định được các điểm để vẽ Fibonacci Retracement là khá phức tạp và không có một phương pháp chuẩn nào cho việc này, đặc biệt là khi biểu đồ cũng không mấy rõ ràng. Nó tùy thuộc kinh nghiệm mỗi người và đôi khi trở thành trò chơi phán đoán. Vì vậy, bạn cần rèn rũ liên tục kỹ năng của bạn và kết hợp Fibonacci với những công cụ khác nhằm có thể đem lại mức độ thành công cao hơn. Chúng ta sẽ học phương pháp kết hợp Fibonacci với những thứ khác như hỗ trợ và kháng cự hay mô hình nến. 4. Kết hợp Fibonacci với hỗ trợ và kháng cự. Fibonacci luôn là một công cụ rất hiệu quả, nhưng như đã nói, việc sử dụng chỉ một mình Fibo riêng lẻ có thể sẽ không đem lại hiệu quả cao. Vì vậy, chúng ta sẽ thử kết hợp nó với hỗ trợ và kháng cự nhằm tăng thêm mức độ hiệu nghiệm xem sao. Nếu bản thân Fibo đã là những mức hỗ trợ hoặc kháng cự và chúng ta kết hợp nó với những vùng giá mà những người giao dịch khác đang đợi để mua hoặc bán, các vùng hỗ trợ và kháng cự thì rõ ràng khả năng giá bật lại từ vùng đó sẽ lớn hơn rất nhiều. Hãy xem ví dụ về việc kết hợp hỗ trợ và kháng cự với các mức Fibo. Dưới đây là biểu đồ ngày của USDCHF. Như bạn thấy, rõ là USDCHF có một xu hướng tăng và chúng ta quyết định rằng sẽ đợi mua USDCHF. Câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ mua ở đâu? Fibo được dùng để trả lời câu hỏi này khi được căng từ vùng thấp 1.0132 ngày 11 tháng 1 đến vùng cao 1.0899 ngày 19 tháng 2. Bây giờ hãy xem lại biểu đồ USDCHF sau khi Fibo được căng ra. Nhìn vào biểu đồ bên trên và hãy để ý vùng giá 1.0510. Đây là vùng giá đã tạo kháng cự trước đó và bây giờ lại trùng khớp với Fibo Retracement 50%. Vùng kháng cự 1.0510 cũ đã bị phá vỡ, bây giờ nó có thể sẽ đóng vai trò hỗ trợ và thành điểm mua đẹp. Nếu bạn mua quanh khu vực Fibo 50% thì có vẻ là một quyết định tốt. Hãy xem lần chạm thứ hai của giá vào vùng này giá đã cố gắng xuyên thủng vùng này nhưng lại không thể đóng cửa phía dưới. Sau đó, giá đi lên và phá luôn đỉnh cũ. Vì sao có chuyện này? Đầu tiên, như chúng ta đã thảo luận trong lớp 1, các mức hỗ trợ hoặc kháng cự cũ là những vùng tốt để đặt lệnh mua hoặc bán bởi vì những người giao dịch khác sẽ chú ý vào những vùng này. Thứ hai, chúng ta biết rằng có khá nhiều người giao dịch cũng sử dụng Fibonacci nên có thể họ cũng đang đợi mua bán tại các vùng Fibo như chúng ta. Nếu kết hợp với cả hỗ trợ và kháng cự thì rõ ràng sẽ có nhiều lệnh hơn được đặt mua ở các vùng đó và giá có thể sẽ đi như chúng ta mong muốn. Tất nhiên là không có gì đảm bảo cho việc giá sẽ bật lại từ các vùng chúng ta phân tích nhưng ít nhất chúng ta sẽ có sự tự tin hơn nếu phân tích được rõ ràng như trên. Cần ghi nhớ rằng việc giao dịch là dựa vào các khả năng có thể xảy ra chứ không có gì chắc chắn, vì vậy chúng ta cần chọn cho mình những điểm vào lệnh có khả năng chiến thắng cao hơn bình thường. 5. Kết hợp Fibonacci với đường xu hướng trendline một công cụ khác kết hợp rất tốt với Fibonacci là đường xu hướng trên Chúng ta biết rằng việc sử dụng Fibo là nhằm tìm các điểm hỗ trợ và kháng cự trong một xu hướng tăng hoặc giảm. Đường xu hướng cũng có tác dụng như vậy. Vậy nếu có thể kết hợp được hai yếu tố này lại với nhau thì rõ ràng hiệu quả sẽ tăng lên nhiều. Hãy xem ví dụ với cặp tiền AUDGPI dưới đây ở chất 1 giờ. Giá đang được đường xu hướng bên dưới hỗ trợ rất tốt. Để tìm điểm vào lệnh theo Fibo Retracement, Chúng ta căng Fibo cho vùng đáy 82.61 và vùng đỉnh 83.84. Hãy chú ý vùng Fibo 50% và 61.8% giao nhau với đường xu hướng tăng. Xem tiếp diễn biến bên dưới. Bạn thấy không, Fibo 61.8% đã không bị xuyên thủng và giá chỉ chạm vào đây trước khi quay đầu lên đi tiếp, phá cả đỉnh cao trước đó. Việc vẽ đường xu hướng trendline tất nhiên sẽ có rất nhiều ý kiến khác nhau do cách chọn đỉnh đáy khác nhau. Tuy nhiên rõ ràng sự kết hợp giữa Fibo và đường xu hướng là một công cụ mà bạn không nên bỏ qua. 6. Kết hợp Fibonacci với mô hình nến Khi kết hợp Fibo với mô hình nến, chúng ta cần tìm các mô hình nến đảo chiều vì một khi giá muốn đảo chiều tức là nó sẽ xoay chiều về hướng ngược lại, tức là hướng thuận với xu hướng chủ đạo trước đó. Hãy xem ví dụ ở chất 1 giờ của EURUSD dưới đây. Cặp tiền này đang nằm trong xu hướng giảm trong tuần trước nhưng đà giảm đã dừng lại. Điều này làm chúng ta suy nghĩ về việc tìm điểm vào cho lệnh bán để phù hợp với xu hướng giảm trước đó. Hãy lấy Fibonacci ra và căng từ đỉnh 1.3364 ngày 3 tháng 3 xuống đáy 1.2523 ngày 6 tháng 3. Xem kết quả nhé. Giá dạ, có dừng lại một chút ở Fibo 50% nhưng sau đó tăng tiếp đến Fibo 618%. Sau đó giá hình thành một mô hình nến đảo chiều là Doji bóng dài, long ledge Doji. Điều này gợi ý về khả năng kháng cự tốt của Fibo 618% cũng như áp lực đẩy giá lên dường như đã hết và tạo cơ hội bán ra trở lại. Đây là cơ hội tốt để bán ra. Chẳng có gì là chắc cả nhưng ít ra nó cũng là một khả năng tốt nhất khi kết hợp giữa Fibo và mô hình đến. Ngay sau khi hình thành Doji tại vùng Fibo 618%, EURUSD đã quay đầu giảm trở lại, về đến vùng đáy cũ. Nếu bạn đặt lệnh bán, bạn đã thành công. Điểm cần lưu ý ở phương pháp này là bạn phải đợi giá hình thành mô hình nến, tức là bạn không thể đặt các lệnh chờ mua chờ bán sẵn mà phải quan sát giá trực tiếp. Sau khi có diễn biến của giá, bạn mới quyết định vào lệnh hay không dựa vào mô hình nến. 7. Cách dùng Fibonacci mở rộng, Fibonacci extension, để chốt lời. Đây là loại Fibo giúp bạn tìm được mục tiêu mà giá hướng đến, tức là sau khi giá chạm vào các vùng của Fibonacci retracement, bạn sẽ băn khoăn rằng giá hướng đến mục tiêu nào, các vùng Fibo Extension sẽ là câu trả lời. Để dùng loại Fibo này, bạn cần tìm 3 điểm là đáy, đỉnh và điểm hồi lại. Hãy xem ví dụ về xu hướng tăng bên dưới. Trên biểu đồ, bạn có thể thấy 3 điểm mà chúng ta áp dụng Fibo Extension là đáy 1.0132, đỉnh 1.0899 và điểm hồi lại 1.0435. Sau khi giá bắt đầu bật lên từ 1.0435, bạn căng fibo extension ra sẽ tìm được các mục tiêu mà ra hướng đến là fibo extension 0.618, fibo extension 1.00, fibo extension 1.618 và mục tiêu fibo extension 1.618 đã là vùng cuối cùng mà giá chạm được trước khi quay đầu. Nhìn chung, các mức fibo extension 0.618, 1.00, 1.618 là các vùng cần lưu ý chốt lời đối với fibo extension Xem thêm một ví dụ đối với xu hướng giảm ở EURUSD. Đây là ví dụ trong bài Fibonacci kết hợp mô hình nến. Sau khi chúng ta thấy doji ở vùng 0.618 của Fibonacci retracement thì giá đảo chiều và đi xuống. Bây giờ chúng ta sẽ căng Fibonacci extension cho EURUSD. Ba điểm dùng để căng là đỉnh 1.3363, đáy 1.2522 và đỉnh hồi lại 1.3094. Giá rõ ràng đã chạm và có nghỉ một chút tại các vùng Fibonacci extension là 382%. 50%, 618%. Đây là các vùng chốt lời cho lệnh bán nói trên. Nhìn chung, sau khi giá chạm vào các vùng Fibonacci extension đều có một chút phản ứng, không phải lúc nào cũng phản ứng nhưng là vừa đủ cho chúng ta chốt một phần lời và quản lý rủi ro tốt hơn. Một số vấn đề cần quan tâm ở đây là, trước tiên, không có cách nào biết chắc Fibonacci extension nào sẽ đóng vai trò kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh. Nhiều khi giá dội lại từ Fibonacci extension nhưng nhiều khi nó xuyên thủng luôn vấn đề tiếp theo là nhiều khi chúng ta xác định vùng đỉnh đáy và vùng hồi lại chưa chính xác. Điều này dựa vào kinh nghiệm của mỗi người giao dịch. Nhìn chung, việc dùng Fibonacci, cả retracement lẫn extension, dựa phần lớn vào kinh nghiệm và cái nhìn riêng của mỗi người. 8. Cách đặt dừng lỗ khi sử dụng Fibonacci Không có phương pháp nào đúng hoàn toàn vào việc dùng Fibonacci cũng vậy. Vì vậy, việc học cách đặt dừng lỗ và chấp nhận dừng lỗ cũng là một phần của cuộc chơi. Chúng ta sẽ xem xét một số cách đặt dừng lỗ với Fibonacci. Cách đầu tiên là đặt dừng lỗ vượt khỏi mức Fibonacci tiếp theo. Điều này có nghĩa là nếu bạn vào lệnh ở vùng Fibo 38.2% thì dừng lỗ của bạn nên đặt trên vùng Fibo 50. Còn nếu bạn vào ở Fibo 50 thì dừng lỗ sẽ là trên Fibo 61.8%. Nhìn ví dụ bên dưới về cặp tiền EURUSD bạn sẽ rõ. Nếu bạn đặt lệnh bán ở Fibo 50, bạn cần đặt lệnh dừng lỗ nằm trên Fibo 61.8%. Nguyên nhân nằm sau phương pháp này là một khi bạn tin tưởng giá sẽ đảo chiều ở Fibo 50% có nghĩa bạn cho rằng Fibo 50% sẽ rất mạnh và nếu giá vượt qua đây chứng tỏ ý tưởng của bạn đã sai. Vấn đề của phương pháp này nằm ở chỗ bạn cho rằng bạn đã có một điểm và lệnh rất tốt dựa vào Fibo, nghĩa là Fibo đã đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự tốt và vùng này sẽ được giữ vững. Tuy nhiên, trục trặc là việc vẽ Fibo không phải lúc nào cũng chính xác như một môn khoa học. Nhiều khi, Giá bật lên để chạm vào vùng đặt dừng lỗ của bạn rồi sau đó lại quay đầu đi về đúng hướng bạn đã dự đoán. Chúng tôi cảnh báo rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra, vì vậy, cần chắc chắn là bạn hãy hạn chế các lệnh thua lỗ của mình và hãy để các lệnh lời tiếp tục đi theo xu hướng. Đó là phương thức đúng đắn nhất cho việc bạn sử dụng cách dừng lỗ bằng Fibo trong việc giao dịch trong ngày. Nếu bạn cần một chút an toàn hơn, một cách đặt dừng lỗ khác là bạn hãy đặt chúng trên một chút hoặc dưới một chút so với đỉnh hoặc đáy trước đó, trên so với đỉnh, dưới so với đáy dạng đặt rừng lỗ này giúp bạn an toàn hơn và đưa cho bạn nhiều cơ hội hơn khi thị trường đi đúng hướng bạn mong muốn nếu giá vượt ra khỏi đỉnh cao nhất hoặc thấp nhất trước đó nó có thể cảnh báo rằng sự đảo chiều của xu hướng đã sẵn sàng điều này có nghĩa kế hoạch giao dịch của bạn đã bị sai và bạn đã quá trễ để nhảy vào thị trường đặt rừng lỗ lớn có thể tốt cho người giao dịch dài hạn và bạn có thể kết hợp nó với phương pháp thêm vào sẽ được học sau tất nhiên với một rừng lỗ lớn bạn cần phải nhớ điều chỉnh khối lượng lệnh của mình cho phù hợp vì dừng lỗ lớn nếu bị chạm vào sẽ bị thua lỗ nhiều. Nếu không, bạn sẽ có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro (reward-to-risk ratio) không phù hợp. Vậy phương pháp nào tốt? Sự thật là cũng giống như việc kết hợp giữa Fibonacci retracement với hỗ trợ kháng cự, đường xu hướng và mô hình nến để tìm điểm vào lệnh tốt. Phương pháp này cũng cần đến kiến thức của bạn về những công cụ bạn dùng để phân tích thị trường hiện tại nhằm giúp bạn tìm ra điểm dừng lỗ tốt. Ngoài ra, bạn cũng không nên chỉ dựa vào các mức fibo như là hỗ trợ hoặc kháng cự để đặt dừng lỗ. Cần nhớ rằng, việc đặt dừng lỗ nếu biết kết hợp các công cụ lại với nhau thì nó sẽ đem cho bạn một điểm chốt lệnh tốt hơn và một tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro tốt. 9. Tổng kết về Fibonacci. Một số mức Fibonacci hồi lại, Fibonacci retracement mà bạn cần quan tâm là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% 76.4%, có người dùng 78.6%. Các mức quan trọng nhất là 38.2%, 50 và 61.8%. Các mức này thường là mức mặc định trong các phần mềm giao dịch. Người giao dịch sử dụng các mức của Fibonacci hồi lại như là các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Vì khá nhiều người giao dịch sử dụng công cụ này để đặt lệnh mua, bán hay đặt dừng lỗ nên chính tự thân nó cũng sẽ biến thành hỗ trợ, kháng cự. Các mức Fibonacci mở rộng, Fibonacci extension là 38.2% 50%, 61.8% 100%, 138.2% và 161.8%. Người giao dịch sử dụng Fibonacci mở rộng như là các vùng hỗ trợ và kháng cự để đặt mục tiêu chốt lời. Để sử dụng Fibonacci trên biểu đồ, bạn cần phải tìm điểm cao nhất và điểm thấp nhất. Điểm cao nhất swing 2 là cây nến mà có ít nhất hai đỉnh thấp hơn nó ở cả bên trái lẫn bên phải nó, tức là điểm cao nhất trong năm điểm. Điểm thấp nhất swing low là cây nến mà có ít nhất hai đáy cao hơn nó ở cả bên phải lẫn bên trái, tức là điểm thấp nhất trong năm điểm. Để sử dụng Fibonacci có hiệu quả, có thể kết hợp thêm với hỗ trợ, kháng cự, đường xu hướng và mô hình nến cho việc tìm điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ.